Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định số 2193 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Nha Trang. Năm 2021, thành phố Nha Trang sẽ thu hồi, chuyển đổi khoảng 712 ha đất nông nghiệp, trong đó thu hồi 329 ha, chuyển đổi 383 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Ngoài ra, thành phố Nha Trang cũng chuyển đổi gần 12 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở, 20 ha đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng.